sợi chỉ bạc 0,26 ly xoắn lại với nhau, xong cán dẹt ra để uốn thành các hoa văn họa tiết khác nhau, ghép lại từ hàng trăm cho đến hàng nghìn chi tiết nhỏ đấy ghép lại với nhau, đấy là kỹ thuật đậu bạc. Đòi hỏi người thợ có tính rất là cần cù, tỉ mỉ, có óc mỹ thuật và sự sáng tạo. Uốn những chi tiết rất nhỏ, có thể nhỏ như hạt vừng, hạt kê, cứ nhỏ xíu xong ngồi lại ghép lại với nhau. Có thể gồm có 10 bước chẳng hạn, bạn làm 9 bước tốt rồi. Bước cuối cùng bạn là hàn lại với nhau có thể bị hỏng, thì là bạn lại phải bắt đầu lại từ đầu. Thì lúc thời gian bắt đầu thì cảm giác rất là ức chế, nhưng mà đến lúc thành công thì nó lại là động lực của mình. Nghề kim hoàn có 4 kỹ thuật chính gồm trơn, đấu, chạm và đậu. Trong đó kỹ thuật đậu bạc ở vị trí cao nhất và khó nhất. Đậu bạc ở Định Công, Hà Nội đến nay đã có lịch sử 1.500 năm và từng rất hưng thịnh khi được mệnh danh là một trong 4 nghề tinh hoa của đất Thăng Long xưa. Tuy nhiên, hiện cả làng chỉ còn duy nhất 2 gia đình vẫn ngày ngày miệt mài giữ lửa cho nghề truyền thống của cha ông. 5 đời theo cái nghề của tổ tiên ông cha để lại thì cho đến giờ là cũng rất tự hào là đã giữ lại được cái nghề của mình, mặc dù là cũng đã nhiều người ta rất yêu chuộng trong và ngoài nước, nhưng để tồn tại thì là một cái vấn đề. Để nghề truyền thống không mai một và bị thất truyền, nhiều lớp truyền nghề đã được các nghệ nhân mở ra. Tuy nhiên đây là một kỹ thuật khó. Mặt khác, để có một sản phẩm hoàn hảo, đòi hỏi tay nghề cao và phải mất tới hàng chục ngày công, thậm chí lâu hơn. Vì thế, chỉ khi thực sự yêu nghề, mê mẩn với nghệ thuật kéo chỉ bạc, người thợ mới có thể tạo ra một sản phẩm chất lượng và gắn bó lâu dài với nghề. Mất 2-3 tháng là bắt đầu làm được những sản phẩm đơn giản. Còn để làm những sản phẩm phức tạp thì phải qua 3 năm thì tôi mới bắt đầu làm được chỉnh chu. Tôi đã làm được hơn 7 năm nhưng mà vẫn phải học hỏi thêm. Dù chỉ còn lại 2 gia đình duy nhất trong làng, nhưng bằng sự tâm huyết và nỗ lực của các nghệ nhân, nghề đậu bạc Định Công đang được nhiều người biết đến hơn và dần phục hồi trở lại. Chúng tôi biết nơi này thông qua mạng xã hội. Chúng tôi đã đặt chế tác nhẫn và khuyên tai ở đây. Chúng tôi thật sự rất ấn tượng và hài lòng. Hy vọng sự quan tâm của chính quyền các cấp cùng với sự tâm huyết sáng tạo không ngừng của các nghệ nhân, làng nghề đậu bạc Định Công sẽ tiếp tục được gìn giữ, bảo tồn và phát triển, từ đó tìm lại chỗ đứng cho những sản phẩm đã từng vang bóng một thời.